sorry mọi người vì trục trặc độ kỹ thuật nhiều, vì cái máy này của mình ấy thì cũng ấy được thôi, nhưng mà vấn đề là mình nó nằm ở chỗ là một chút, vì là máy này mình là máy công việc, máy đó là máy công việc thì nó dở cái là nó hay có chờ tí anh ạ. Đây anh đang mời có hay có một con máy công việc nhưng mà mọi người thông cảm một tí. Wi-Fi yếu là... Khải anh bớt xuyên tạc nghe thấy anh nói không? Không em, cái gì ra cái đấy, không lúc nào chửi nhau thì chửi nhau, anh mấy hôm nay anh mất tiếng rồi. Anh bảo em uống nước đá lúc nào? Uống nước đá nhiều mất tiếng rồi. Anh nói cho chú Đạt nghe này, đúng không? Lúc nào ấy đùa ra đùa, đấy, còn lúc nào ấy nghiêm túc ấy là phải nghiêm túc. Thế còn cái vấn đề thù hận cá nhân, ok sẽ tính sau, đúng không? Còn bây giờ là bàn chung về cái việc đất nước, về lợi ích chung của toàn dân tộc, đúng không em? Rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Còn cái chuyện là tư, còn cái chuyện là tư thù cá nhân nên là tính sau. Đúng rồi. Đấy. Thì cái vấn đề đa nguyên đa đảng ấy, em bây giờ anh nói cho em nghe như thế này này. Vì hồi sáng ấy anh cũng đã hỏi em là ở Việt Nam nếu đa nguyên đa đảng thì cá nhân nào, hội nhóm nào, tổ chức nào ở Việt Nam để đứng lên đa nguyên đa đảng để cạnh tranh với Đảng Cộng sản. Em hiểu không? Rồi. Đấy, chỉ có Việt Nam Cộng hòa chứ có ai. Còn nếu mà đa nguyên đa đảng ấy mà anh hoàn toàn ủng hộ đa nguyên đa đảng, nhưng với điều kiện người miền Bắc, người miền Bắc đứng lên đa nguyên đa đảng. Đấy. Tại sao anh lại nói vậy? Bởi vì đấy là anh đã nói rồi, cái chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam nó mới qua đi 40 mấy năm. Thực sự chiến tranh ấy là nó vẫn còn thức tỉnh. Bây giờ chỉ cần ấy, châm một ngòi nổ là nó sẽ nổ. Là nó sẽ nổ. Nhá. Đa nguyên đa đảng đó là âm mưu của những kẻ muốn phục quốc. Muốn phục quốc. Em hiểu không? Đấy. Thế cho nên đấy là còn vấn đề mà đúng đa nguyên đa đảng mà làm theo đúng chiều hướng đa nguyên đa đảng chắc chắn là sẽ tốt. Nhưng mà nó sẽ lợi dụng đa nguyên đa đảng để mà nó bóp méo cái đa nguyên đa đảng. Thì bây giờ này anh nói cho em nghe này, em hãy nhìn về tất cả các nước phương Tây. Đại đa số bây giờ là tất cả các nước trên thế giới, họ đều là đi theo con đường tư bản đa nguyên đa đảng và họ đã phát triển. Họ đã phát triển. Họ đã phát triển, đúng không? Đây là sự thật, từ anh nói là anh nói cho Đạt nghe này là anh cứ nói đi, em có bảo sao đâu. Ừ thì nói nó phải đúng sự thật. Nhìn về tất cả các nước trên thế giới hiện nay, hầu như là đại đa số tất cả các nước trên thế giới là họ đều là theo cái chiều hướng đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Và hầu hết nhá, anh không nói là tất cả, đúng không? Đại đa số những nước đa nguyên đa đảng là những nước phát triển. Đấy. Thế còn với Việt Nam trong bối cảnh như thế này mà đa nguyên đa đảng là chỉ có nội chiến. Là chỉ có nội chiến. Nội chiến. Đấy, thì có nghĩa làm sao? Là không thể đa nguyên đa đảng trong cái thời điểm này được. Đấy. Thì đa nguyên đa đảng chính là cái cơ hội để cho Việt Nam Cộng Hòa về đây phục quốc. Rồi sau đó đấy là chúng nó sẽ bóp méo cái đa nguyên đa đảng đó. Nó không còn phải là đa nguyên đa đảng nữa. Còn nếu thực sự mà đi đúng chiều hướng đa nguyên đa đảng là nó sẽ là tốt. Nhưng mà khổ cái là nó sẽ lợi dụng cái vấn đề đó để rồi nó bóp méo cái đa nguyên đa đảng. Để rồi sau đó là nó sẽ xảy ra vấn đề nội chiến, chia rẽ chủng tộc, chia rẽ vùng miền sâu sắc. Đấy. Okay. Mà anh nói cho em nghe này, ở Sài Gòn này này là cái đám tàn quân của Việt Nam Cộng Hòa là nó vẫn còn rất là nhiều. Rồi. Không riêng gì ở Sài Gòn và tất cả các khu vực ở tỉnh thành phía Nam. Rồi. Mà bây giờ đa nguyên đa đảng chính là châm cho nó một cái ngòi nổ. Đấy. Để cho nó có nghĩa là đi xuống một cái chiều hướng xấu, nó sẽ xảy ra cái vấn đề chia rẽ vùng miền, chia rẽ vùng miền, đúng không? Chia rẽ vùng miền sâu sắc luôn. Thì anh nói với em hiện tại ở Sài Gòn bên này, hiện tại đây này,
Rồi. Bắc Kỳ Lai rất là nhiều. Bắc Kỳ Lai. Thực sự người Sài Gòn ở Sài Gòn này nó vẫn là chiếm, người gốc Sài Gòn đây là nó vẫn chiếm 20% dân số. 20% dân số ở Sài Gòn. Rồi. Là người gốc ở Sài Gòn, còn Bắc Kỳ Lai là đại đa số là Bắc Kỳ Lai mà toàn là cán bộ thôi. Nhất là ở khu vực quận nhất, quận 3, Tân Bình. Ai có ý kiến trái chiều không thì Gò Vấp. Ok comment nhá. Ở Gò Vấp là đất đai là của cán bộ cộng sản rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà đa nguyên đa đảng hỏi đảng là có cho đa nguyên đa đảng không thì anh sẽ trả lời thay cho đảng luôn này, là không bao giờ đảng cộng sản cho đa nguyên đa đảng. Lý do là anh theo là... quan điểm của anh còn nên để đa nguyên đa đảng không? Còn theo quan điểm của anh nói với em rồi là anh đã nói rõ với em rồi là anh nói đây là nó có hai góc độ đúng không? Còn nếu đa nguyên đa đảng mà để cho người miền Bắc đứng lên để đối lập lại đảng cộng sản là ok. Thế còn để cho miền Nam, cho Sài Gòn mà đứng lên để thành lập ra những cái đảng phái khác để đối lập lại đảng cộng sản ấy là nó chỉ có xảy ra nội chiến thôi, nó cứ quắp méo. Còn nếu mà bây giờ đa nguyên đa đảng mà làm đúng đa nguyên đa đảng thì chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ phát triển như những đất nước ở phương Tây. Nhưng mà khổ cái là anh đã nói rồi, chiến tranh nó mới qua đi hơn 43 năm, thực sự chiến tranh nó vẫn còn ngủ, nó vẫn còn thức tỉnh. Mà bây giờ đa nguyên đa đảng chính là cơ hội để cho Việt Nam Cộng Hòa về đây phục quốc. Rồi sau đó nó sẽ xảy ra vấn đề là chia rẽ chủng tộc, chia rẽ vùng miền sâu sắc. Đấy, là đa nguyên đa đảng nó sẽ nội chiến. Mà cái người khổ là cái người dân. Người dân không làm ăn gì được. Bởi vì bây giờ chưa đa nguyên đa đảng nó đã khốn nạn như thế rồi. Cộng sản với lại Việt Nam Cộng Hòa đã đánh chửi bới nhau ầm ĩ ở trên mạng rồi cơ mà. Còn bây giờ nó mà đã trở thành cái hiện thực, nó trở thành cái sự thật thì chắc chắn là sẽ nội chiến. Và người miền Bắc không bao giờ có cơ hội ở Sài Gòn được. Nó đuổi hết. Thì nó như này anh này. Em chốt lại anh, bây giờ em nghe ý kiến của anh rồi. Thì em chốt lại ý kiến của anh như này. Một ấy, là cái trường hợp đầu tiên là anh không đồng ý việc đa nguyên đa đảng. Mà anh chỉ cần có mong muốn là đa hiện tại là có độc đảng. Cái trường hợp thứ hai anh bảo nếu mà đa nguyên đa đảng thì chỉ có miền Bắc nắm quyền. Mà miền Nam thì không, tức là chỉ đa nguyên đa đảng ở miền Bắc thôi, còn miền Nam thì không được nắm quyền đúng không? Thì cái đấy là cái phi lý. Vì nếu mà đã là đa nguyên đa đảng ấy, nếu mà để thể chế đa nguyên đa đảng tồn tại ở Việt Nam ấy, thì không phải chỉ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Đông, bốn cái miền đấy nếu có một đảng phái nào đứng lên thì sẽ vẫn công nhận đảng ấy tranh cử tự do của bốn, kể cả là bốn miền đấy đều có. Thì nói như thế này, nếu mà nói là như vậy thì tức là tóm lại là không có cái trường hợp, nếu mà là các bạn đã đa nguyên đa đảng thì không có trường hợp là phân biệt vùng miền, mà đảng vùng nào cũng được quyền có thì đấy. Nếu mà được, hiểu không? Đúng rồi thì, nếu mà được đã, như thế thì còn gì bằng nha. Thì tức là cái trường hợp của hai của anh là không bao giờ xảy ra, vì như thế nó không được gọi là đa nguyên đa đảng. Thôi em phản động rồi, anh hiểu chưa? Thì nó không được gọi là đa nguyên đa đảng. Thì tóm lại là theo quan điểm của anh là không được, không nên có đa nguyên đa đảng, đúng không? Em cũng cùng đồng ý với cả quan điểm của anh như vậy. Thì hiện tại bây giờ ấy, nếu mà có cái diện được đa nguyên đa đảng ở Việt Nam ấy, thì nó sẽ anh đang nhìn sai, anh không có tầm nhìn. Anh còn nghe không? Anh không có tầm nhìn. Đạt mà anh nói như thế Đạt không vẫn không nghe anh nói à? Anh đã bảo rồi. Anh nói rõ rồi cơ mà. Nếu mà đa nguyên đa đảng làm theo đúng cái chiều hướng đa nguyên đa đảng như các nước phương Tây, đúng không? Đúng không? Thì đất nước Việt Nam ấy nó sẽ phát triển. Nhưng mà đa nguyên đa đảng hiện nay là âm mưu. Nó lợi dụng đa nguyên đa đảng để rồi nó quắp méo. Thì em nói rằng là thực tế chứ em không nói là như thế nào. Việt Nam là Việt Nam mà các nước phương Tây là các nước phương Tây. Em đang nói nếu trường hợp Việt Nam diễn ra cái việc đa nguyên đa đảng ấy thì nó sẽ hình thành như thế nào. Thì anh cũng nhìn thấy cái mưu đấy đúng không? Anh cũng nhìn thấy nguy cơ đấy đúng không? Thì đấy là chứng tỏ là nó không phù hợp đúng không? Thế thôi. Sao lại không phù hợp? Không, đa nguyên đa đảng phù hợp. Đấy. Đa nguyên đa đảng phù hợp với điều kiện người miền Bắc đứng lên để đa nguyên đa đảng. Anh không hiểu à? Anh không hiểu à? Nó không thể trường hợp đấy xảy ra được. Nó không thể trường hợp đấy xảy ra được. Anh hiểu chưa? Nó không thể trường hợp đấy xảy ra được, kể cả là người miền Bắc hay ôi, miền Nam hay miền Tây. Ôi, Phú Đạt là đang là có âm mưu là phản động rồi. Để em nói với anh như này, anh tiếp tục anh lắng nghe em nói cho anh phản biện. Chú nói đi, rồi ok chú nói đi. Rồi, chú nói đi. Thì em nói anh như này,
Rồi, nếu nói đa nguyên đa đảng ở Việt Nam xảy ra, em dám hứa với anh, nó sẽ có 4 đảng. Nó sẽ có 4 đảng mà tranh cử. Nếu mà đa nguyên đa đảng, một là đảng Cộng sản, hai là đảng do Việt Nam Cộng hòa cũ, đấy là gọi là đảng Ba Que đấy. Ba là đảng, một đảng là một tổ chức nào đó do Mỹ dựng lên. Do Mỹ dựng lên nhá. Bây giờ anh đâu rồi? Bởi vì đảng thì cần có một tổ chức là có tiềm lực kinh tế, có thể lo được cho người dân và vạch ra định hướng là hợp tác và phát triển theo hướng nào thôi mà. Thì Mỹ nó sẽ dựng ra nên một đảng, đứng sau dựng lên một đảng, nó cung cấp nguồn tiền tài chính dựng lên một đảng. Trung Quốc nó dựng lên một đảng, nó lại cũng cung cấp tiền, nó sẽ có rất nhiều người mà hám theo cái tiền đấy, nó lại dựng lên một cái đảng nữa. Và có thể nhá, và có thể một đảng nữa do Nga dựng lên. Đó, thì Việt Nam nó sẽ là trung tâm, sẽ là một cái quân cờ, một cái chiến lược. Thằng nào mạnh hơn thì thằng đấy thắng. Và nó sẽ là bàn đạp một chiến trường cho những cái đất nước lớn nó làm. Bởi vì đấy là kinh tế, vị trí địa lý của Việt Nam nó là như vậy. Đặc biệt là nó giáp biển, thì những cái hạm đội của Mỹ, hạm đội 7 hay là hạm đội... biển đen của Nga nó sẽ làm, hoặc là Trung Quốc nó sẽ bành trướng, nó sẽ cung cấp tiền để nó đầu tư, để nó giành cái quyền kiểm soát chính quyền tại Việt Nam, và sẽ không có nơi để tồn tại cho Việt Nam Cộng hòa hay là Cộng sản. Đấy là chắc chắn. Nếu mà xảy ra Việt Nam trong một thời anh hỏi chú ừ, anh hỏi chú là nào? Còn cái nước chú Đạt đấy cử hay không ấy, nó phụ thuộc vào năng lực của đảng đấy, anh hiểu không? Bất cứ một đất nước nào thôi, cái anh hỏi chú Đạt này, nó đang cầm quyền đấy, nó mặc dù nó là đa đảng nhưng vẫn phải có một đảng nào đó lãnh đạo, phải có người cầm quyền. Và cái đảng bây giờ anh hỏi chú là chú lấy cái mô hình như nó ở đâu? Và cái đảng đấy ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì, và cái năng lực hợp tác và cái đường hướng, cái vạch ra mà tạo ra cái nền kinh tế trước mắt cho đất nước, cho dân tộc, và có đông người ủng hộ. Một số người thì thích là theo Mỹ, một số người thích theo Trung Quốc. Còn nói thực sự mà người dân mà họ chưa đủ nhận thức, chưa đủ trình độ họ để họ nhìn nhận được một cái chiều hướng dài, mà họ chỉ nhìn nhận lấy những cái trước mắt, thì họ nó sẽ bị mất kiểm soát ở góc độ như vậy. Đó, nên là cái đấy là cái mà nền kinh tế mạnh sẽ bị đúng bạn, mà lại không, nó mất đi cái tính dân tộc. Anh hiểu không? Còn em nói anh, những nước phương Tây ấy, ví dụ như là điển hình mà đầu tiên ấy, mà lâu năm cội nguồn nhất ấy, là thằng Mỹ nó đa nguyên đa đảng, thì anh xem người dân tộc của Mỹ nó là gì, dân da đỏ, nó còn bao nhiêu người. Thằng Australia, người dân tộc của thằng Australia, thằng tổ dân của Australia, nó còn bao nhiêu người tồn tại. Vậy thì khi mà nó chưa đủ cái tiềm lực về kinh tế cũng như về trí tuệ của con người, thì liệu nó có làm được không, hay là nó chỉ là quân cờ cho đất nước khác, và cái dân tộc Việt Nam này sẽ bị xóa sổ. Đấy là điều không thể tránh khỏi được. Nếu mà mình chưa đủ, người dân mình chưa đủ nhận thức, chưa đủ tiềm lực về kinh tế và chưa hiện đại hóa được, đó. Thì liệu anh bảo những cái mà em phân tích như thế, anh thấy là nó sai làm gì? Anh thấy anh biện luận cho em. Thế anh hỏi chú Đạt là chú lấy cái mô hình quản lý đất nước đa nguyên đa đảng ở đâu đấy? Ở Mỹ hay ở đâu? Đây là mô hình tư bản chủ nghĩa đa nguyên đa đảng ở gần hầu hết các đất nước. Mà những cái đất nước mà em đã đi qua gồm có Nhật Bản thì nó cũng như vậy thôi, nhưng căn bản là con người nó khác. Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, hết. Mà những nước mà em biết. Không biết là hiện tại bây giờ đấy là nhà nước ta là đã phác thảo ra cái vấn đề này chưa? Chưa phác thảo đúng không? Đúng rồi. Chưa phác thảo đúng không? Không, đây là cái mô hình chung của thế giới, chứ Việt Nam thì chưa có kế hoạch. Này. Nói điện gì này? Đây, anh phản biện đi. Đó là cái mô hình quản lý đất nước. Bây giờ nó khó hiểu lắm. Bây giờ nên là nó phải có cái bản đồ đàng hoàng, nó phải có cái sơ đồ. Em hiểu không? Nó phải có cái sơ đồ, nó phải có cái
cái sơ đồ. Anh hiểu như thế nào bởi đa nguyên đa đảng? Thực sự anh nói về đàn nghe này, cái vấn đề đa nguyên đa đảng nói nó rất là dễ, nói nó rất là dễ, thấy không? Nhưng mà để thực hiện được cái mô hình này đấy, là nó khó lắm. Nó nói gì đây? Anh nói đi. Bây giờ là em đang hỏi là những cái phân tích của em như vậy ấy, thì anh thấy là nó. Facebook thì để con bác ấy bây giờ mình bán đến 10, 16 triệu 9 hả? Hả? Thì em lấy bao nhiêu, lấy giá bao nhiêu, lấy lời anh 500 ngàn thôi. Lấy lời anh 500 ngàn cái công làm máy, cài máy thôi. Cái vấn đề là... mua cái máy đấy về để sai cái... Ừ, em mua về em sai. Cái vấn đề mà những cái việc mà tranh cử ở những cái đất nước đông ra đảng ấy, ví dụ như là Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Campuchia hay là Mỹ hay là Australia ấy, thì nó như này, mỗi đảng phái nó sẽ đưa ra một cái phương án để phát triển đất nước và xử lý những vấn đề tồn tại trong đất nước đó trong một thời gian là nhiệm kỳ là 4 năm, nó sẽ đưa ra một phương án như vậy và nó định hướng, nó tập trung, nó giải quyết vấn đề gì. Cái phương án đấy thấy số đông người dân sẽ ủng hộ cái phương án đó thì người ta sẽ bầu là cái đảng đó là một đảng phái. Đó là cái mà à? Người dân trên bầu cái đảng đó làm đảng lãnh đạo. Ừ, thế sau khi đó thì cái cần của những cái đảng đó là gì? À? Nó phải có tiềm lực, nó phải nói được, mô hình nó vẽ ra được, nhưng nói phải có người nghe. Đâu, con ngàn, và những người đứng trong cái đảng đó phải có tầm, có ảnh hưởng lớn cho cái đất nước và có thể là đưa ra được, khi mà đưa ra những đề án to lớn đó là có thể thực hiện thực thi được, chứ không phải là nói mồm đó. Thì đương nhiên là để mà hiệu quả được thì đương nhiên rằng là cái đảng đó phải có cái những nhà tài phiệt, những cái tập đoàn lớn đứng sau để thực hiện những cái lời hứa đó với cả những cái người dân và những cái định hướng phát triển đó với những người dân. Hứa làm sao được, nó phải có cái sự ràng buộc chứ, hứa làm sao được em. Thì đấy, đúng nó không? Phải có những cái tập nó đoàn có sự ràng buộc với nhau đấy. Ràng buộc ở cái vấn đề pháp lý. Đúng rồi, nó phải có tiềm lực, phải có tập đoàn đằng sau. Trời và ơi, cần cái là cái gì, cần là cái quan trọng nhất đây là bây giờ này này, cái người dân đây này phải giáo dục cho cái người dân trước khi đa nguyên đa đảng, là cái nền giáo dục phải giáo dục cho cái người dân, định hướng cho cái người dân có cái tư tưởng sống lành mạnh trong sáng. Đúng không rồi. Thù hận, không thù hận, đúng không rồi. Thì bắt đầu ấy, nhà nước bắt đầu mới đa nguyên đa đảng được. Và cả chứ còn bây giờ đây chia năm xẻ bảy chưa đâu vào đâu đã lộn bộ đó. Các nhóm đã chia phe, chia bè rẽ cánh, chửi lộn nhau và mầm. Bây giờ đa nguyên đa đảng là loạn 12 sứ quân ấy. Không phải đơn giản đâu. Thế còn nếu mà làm này, theo đúng. Nếu mà cái thời điểm này ấy, mà đa nguyên đa đảng thì sẽ xảy ra hiện tượng như này anh này. Anh để ý cho cái đất nước mà nó chưa phát triển được, hoặc nhận thức thì như anh nói, cái giáo dục, cái nhận thức của dân nó chưa tốt ấy. Nó sẽ thể hiện tượng như này này. Thực ra ấy, thì nó lại trở thành là những quân bài nhớ rồi. Lớn. Okay, thằng của anh đâu nhỉ? Thằng, ví dụ như thằng Thái Lan đây, thằng thạc sĩ Sinh Vát đây, nó tham nhũng loạn xình ngậu lên đây, nó bị truy tố đây, bị lật đổ đây, nhưng nó trốn sang Anh, trốn sang Mỹ đây, nó trốn sang Mỹ không được, xong trốn sang Anh, xong nó vẫn được tị nạn chính trị đây, cuối cùng thì đây để anh tài sản đấy đâu cũng tịch thu được. Cứ nói để anh mở cái mô hình lên, cứ nói đi. Nó đâu cũng tịch thu được, khi mà nó không tịch thu được thì người dân là người cái mất đấy, người dân đấy đâu phải chịu chứ. Tiền này rót về những thằng Mỹ đấy thì có khác gì thằng Mỹ nó đầu tư cho một cái thằng thạc sĩ là một giám đốc của một công ty là mà công ty đó là một đất nước và nó thu lợi nhuận về còn lại. Đó. Bây giờ là chốt lại vấn đề là anh thấy là những cái phân tích của em nó có cái gì sai mà anh thấy rằng là đa nguyên đa đảng nó vẫn tốt. Nếu mà trường hợp đấy nó xảy ra thì em phân tích là đấy nhưng mà có cái bất cập nó không phù hợp đấy. Nó không phù hợp ở Việt Nam đấy. Thì anh thấy là anh phân tích cho em xem là cái gì sai. Không đúng thì anh chỉ ra. Đấy. Đấy là cái mô hình theo lý thuyết thôi anh ạ. Và đa quyền phân lập rồi đấy là mô hình theo lý thuyết thôi. Còn cái thực tế thì chưa biết được.
là cái mô hình theo lý thuyết thôi. Còn bản thân thì căn bản là thằng nào nó đứng sau, là người dân có nhận thức được để mà nhìn nhận được cái tầm cái chiều sâu không? Tự ví dụ như là có một thằng đảng phái nào đó nó dựng lên, nó đưa ra thì bắt một cái công việc nó làm rất là hay đi, nhưng mà người dân có đủ nhận thức, đủ nhận biết được là như thế là thằng nào là thằng đứng sau của nó không, để mà hay là mình lại trở thành một thuộc địa của đất nước nào đó. Đó là một cái mà mình phải nhìn nhận. Anh hiểu không anh Khải? Thì anh nói về tâm lý người dân nhá. Tâm lý người dân đấy. Anh cái người dân thường thì anh cũng chưa biết được nhiều. Nhưng mà tâm lý của đại đa số người dân ở trên cộng đồng mạng này là người ta thích đa nguyên đa đảng. Đấy. Mà đại đa số người dân ở trên mạng này, một là dân oan, hai là dân tham. Một là dân oan thích đa nguyên đa đảng này, hai là dân lười, dân nghèo, bất mãn, ba là nhiều nhất là đám dân mà ngáo đấy, bị kích động ở hải ngoại. Thế rồi. Thế còn cái quan trọng này, sao mạng yếu thế nhỉ? Mạng tốt mà. Ô sao mạng yếu thế nhỉ? Mạng tốt mà anh. Ừ, cái quan trọng nhất đấy là bây giờ em hỏi 90 triệu dân đi. Bây giờ đấy, nhà nước bây giờ đánh công điện về, đúng không? Bên trung ương ấy bây giờ đánh công văn công điện về địa phương, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Rồi sau đó đây là đưa cho bà con cái tờ giấy đấy. Bà con có thích đa nguyên đa đảng không? Rồi sau đó là đưa cái mô hình cho bà con, cho bà con cái người dân. Để người ta xem người ta nói cái gì. Bây giờ phải theo dân chứ, còn bây giờ cứ theo mấy ông trên mạng làm sao theo được. Thì em nói với anh là như này, anh phải nhìn nhận như này. Người dân người ta sẽ đưa ra cái quyết định đúng khi mà người ta hiểu rõ về cái tình hình đất nước và cái bản chất của đa nguyên đa đảng nó là cái gì. Thì mình phải bây giờ nhiều người ta còn không hiểu. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là đa nguyên đa đảng là nó có sự cạnh tranh. Nó có sự cạnh tranh thì nó sẽ tạo ra cái việc là người này kiểm soát người kia thì nó sẽ bớt đi tham nhũng. Đấy là trên lý thuyết thôi. Còn vấn đề đa nguyên đa đảng là theo anh ấy là chỉ có người miền Bắc đứng lên đa nguyên đa đảng. Anh không thể theo như thế được, anh hiểu không? Anh không thể theo như thế được. Miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Đông đều, nếu mà tổ chức nào mà muốn đứng lên tranh cử thì vẫn được. Đấy là nguyên tắc của đa nguyên đa đảng. Nhất là anh nói với Đạt này. Đạt đây. Anh không thể giới hạn được. Bây giờ thì không có bắt chước theo cái mô hình của phương Tây làm gì. Bây giờ đất nước Việt Nam của chúng ta là làm theo kiểu Việt Nam đi. Bây giờ chỉ cần hai đảng thôi. Đấy, cần hai đảng cho một cái đảng cái người dân nên làm đảng. Đó là đa nguyên đa đảng rồi. Không được. Ừ, thì cho cái người dân ở miền. Có 3, phải có 4, phải có 5. Không có cái lý thì chỉ có 2 thôi. Không thể được. Anh hiểu không? Mục đích này để lên để giám sát Đảng Cộng sản thôi. Giám sát và bảo vệ Đảng Cộng sản. Đấy, thành lập thêm một cái đảng nữa là để mục đích là để giám sát và bảo vệ Đảng Cộng sản. Không bao giờ có cái chuyện đấy. Anh hiểu không? Cái thằng nào giám sát, cái thằng giám sát đây. Anh hiểu không? Thế là nó có phải là... Bây giờ có cái mô hình nào mới không? Chứ còn bây giờ bắt chước mấy cái mô hình ở bên phương Tây thì cũng buồn. Thấy không? Bây giờ đấy, có cái cách nào mà nghĩ ra được một cái mô hình để quản lý đất nước một cái cách mới nhất không? Không cần bắt chước nước nào cả. Có. Mà để làm sao để cho Đảng Cộng sản không có được độc tài nữa. Có cách nào không? Có đây. Bản thân đấy, để mà muốn độc một đảng ấy, một đảng độc đảng ấy, mà muốn phát triển được, mà muốn kiểm soát lẫn nhau ấy, thì đơn giản thôi. Mình làm những cái bản thân giống như kiểu một công ty ấy, anh. Nó chỉ có một ông giám đốc thôi, nhưng mà mình đơn giản thôi, mình sẽ phát triển những cái hệ thống, những cái chân chết mà nó có thể kiểm soát chéo lẫn nhau. Đơn giản mà. Có cái gì đâu. Đấy, ý anh là như vậy đấy. Rồi các loại đấy. Người này kiểm soát người kia trong cùng một đảng có cái gì đâu. Nó có, đấy nó sinh ra những người gọi là thanh tra chính phủ, ban kiểm toán,
Đấy, nó là những cái mà thanh tra lẫn nhau thôi. Bây giờ nó khác nhiều ngày xưa rồi anh cả. Bây giờ nó làm chặt khác nhiều rồi. Em nói anh đơn giản với cái việc mà xăng dầu thế thôi. Ngày xưa thì còn đậu liếc được, bây giờ thì hết rồi. Nên là mọi người phải có cái nhìn nhận nó đúng đắn hơn. Chứ không thể gì được. Thế cho nên là đất nước mới phải cần tới những người trẻ như các em, đúng không? Anh em mình phải đất nước phải cần những người trẻ như các em. Tức là em thì em thấy là với tất cả quan làm theo kiểu học mốt thống kê được ấy, thì em thấy là đa nguyên đa đảng ở Việt Nam là không thể tồn tại được. Học mốt không người, học mốt theo cái kiểu quản lý đất nước theo kiểu bắt chước phương Tây, học mốt. Đúng không? Mình nghĩ ra đi. Bây giờ mình là người Việt Nam, đúng không? Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam. Người Việt Nam theo kiểu Việt Nam đi. Theo anh là cứ cho anh nên cho người nông dân, những người nông dân công nhân ấy thành lập một đảng nữa đi. Đấy, anh sẽ đứng đầu cái đảng mang tên Đảng Nhân Dân. Anh cũng phải hiểu như này anh phải hiểu như này này anh Khải ơi. Cái vấn đề về lập một cái đảng mới hay một cái tổ chức mới ấy, nó không có, mà cái quan trọng nhất ấy, nó có ảnh hưởng đến kéo cho đảng bao que mà anh nói cho Đạt nghe nhá. Đạt ơi, rồi. Anh bảo này, nếu đất nước Việt Nam mình có đa nguyên đa đảng nhá, kéo cho đảng bao que chơi, kéo cho đảng bao que vào một hội với mẹ đi, đúng không? Không, chỉ có cho đảng nông dân, không cho đảng nông dân thôi, không kéo cho đảng bao que tham gia cho anh hiểu không, đúng không? Đảng bao que nó phá không. Em nói anh này, anh mà đúng rồi, lúc Hồ Chí Minh nắm chính quyền thì vẫn có ba đảng mà, nhưng những các đảng kia họ không phù hợp với lòng dân thì họ tự biến mất đi thôi, có cái gì đâu. Còn đây là tao đang chia sẻ với em Đạt về cái vấn đề về đất nước và vấn đề lợi ích chung của toàn dân tộc. Thế còn cái con Đĩ Hoàng Yến, tí nữa mày thích ấy, tao sẽ gọi Messenger cho mày. Tao với mày chửi nhau. Con địt mày à mày, con Đĩ chó Hoàng Yến nhá. Bố mày đấy, Khải ơi. Mày đấy, địt mày à mày, bố mày tặng cho mày đấy. Ba cái hụt đầu gối là mu lồn mày. Mày ra. Với những cái dữ kiện mà mình muốn và những cái thế lực thù địch thì mình thấy là nó không phù hợp ở trong thời điểm này và một thời gian rất là dài sau nữa. Khi mà người dân Việt Nam phát triển tốt về kinh tế và khi mà người dân Việt Nam phát triển tốt về nhận thức đó và cái ý thức xã hội của Việt Nam nó tốt hơn thì lúc đó mình còn có thể là xem xét lại, thì khoảng 30 năm, 40 năm, có thể cả 100 năm sau này nữa mới làm được những việc như vậy. Khi mà người dân Việt Nam nó giống như kiểu người dân Nhật ấy, nó không quan trọng là tiền, là địa vị, mà nó quan trọng là cái sự cống hiến đối với đất nước, cống hiến và cái vị thế, cái sự tôn trọng, sự kính trọng của người của những người ở phía dưới đối với người phía trên. Thì đấy, lúc đấy nó là một cái mà có lẽ rằng là cái đa nguyên đa đảng nó là cái có hoặc là không có cũng được. Nó là phát triển lên cái gọi là làm theo năng lực của hưởng theo nhu cầu, nó là sau chủ nghĩa đấy. Mọi người chia sẻ cho mình để mời các bạn dân chủ cuội nên giải thích cho mình đa nguyên đa đảng thì nó như thế nào. Vậy đúng, mình đồng ý là có những cái mặt tốt của đa nguyên đa đảng như vậy, nhưng mà cái mặt tốt đấy nó lại không phù hợp ở Việt Nam. Và nếu các bạn trả lời được giúp mình những cái vấn đề đấy thì các bạn, nếu là các bạn thì các bạn sẽ xử lý như thế nào và có xử lý triệt để được hay không. Nếu bạn xử lý được triệt để từng vấn đề như vậy thì mình sẽ ủng hộ. Mình phải phân tích sâu chứ đừng nói tất cả mọi thứ trên lý thuyết. Khi các bạn chưa có một cái gì thì các bạn đừng nói phét. Sở dĩ mình nai vào máy này bởi vì là máy này mình không thích nai vào máy này, bởi vì máy này nó là máy công việc, nên là cái chuyện mà mình có cuộc gọi công việc nó là chuyện rất là phổ biến. Thank you.
các bạn chia sẻ giúp mình đi mời ba que đi, toàn mấy anh em dân chủ thôi, đâu quên toàn mấy anh em cờ đỏ thôi, cũng buồn lắm. Ok đi anh, hero võ anh ok đi. Mình nhìn nhận mọi thứ nó phải đúng đắn, nó phải chuẩn chỉ, chứ không cái chuyện là nó mơ mộng hay là cái gì nó hão huyền hay là cái gì đấy nó như vậy được. Mời Dũng Hoàng Nguyễn lên nhé. Chào chú. À, chào đạt. Vâng. Chào toàn thể anh em. Nghe mình bảo coi như là cứ nói chuyện đa đảng thì mình vào mình nghe thì coi như là chả biết là những cái người mà nói bỏ đa đảng này có tìm hiểu kỹ là cái định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì không? Thế nào là định nghĩa chủ nghĩa xã hội? Rồi là đường lối đất nước mình nó như thế nào, đã tìm hiểu kỹ chưa? Chưa, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tìm hiểu kỹ chưa? Về xã hội chủ nghĩa cũng chả biết về tư bản là cái gì đâu, mà người ta cứ nói thôi. Thế rồi chủ nghĩa tư bản là thế nào, đã tìm hiểu kỹ chưa? Con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa là nó có bao nhiêu bước, tìm hiểu kỹ chưa? Toàn là dưới nghe ba cái đứa coi như là ở nước ngoài nó bảo bây giờ phải đa đảng. Đa đảng để làm cái gì, có biết không? Không biết. Cứ bảo là để đa đảng để coi như là có nhiều đảng. Có nhiều đảng thì để có sự cạnh tranh lành mạnh. Liệu có lành mạnh được không? Ai biết trước được. Còn cái chuyện mà để làm sao mà có chuyện lành mạnh được chú? Bởi vì đơn giản như này thôi. Tất cả những cái đảng phái mà nó dựng lên, nó bỏ tiền ta để tranh cử thì nó phải đầu tiên ok, nó cũng là sự phát triển của nó, cũng đồng nghĩa với cả sự phát triển một bộ phận người dân, nhưng nó cũng phải ưu tiên cái sự phát triển của nó trước chứ. Đúng rồi, thì cái đảng nào nó có cũng nó muốn coi như là đảng của nó lãnh đạo. Thế nhưng cái vấn đề là lãnh đạo theo đường lối nào? Đấy. Thế thì có một cái sự coi như là tranh giành ở cái chỗ là bây giờ cái đường lối nó là đúng, đường lối nó là tốt. Đúng rồi. Thế thì nếu như mà các đảng mà cạnh tranh nhau thì thằng nào nó làm tốt thì nó sẽ lãnh đạo, đúng không? Đừng có Dũng chờ chút nhé. Đấy là cái cạnh tranh giữa đảng nọ với đảng kia. Thế nhưng vâng. Bây giờ, ví dụ như bây giờ ở Việt Nam, bây giờ chỉ có một đảng lãnh đạo thôi. Vâng. Thì tất cả các đảng viên ở trong hàng ngũ của đảng cũng đều có một cái sự cạnh tranh. Anh nào làm tốt đường lối của đảng thì còn tồn tại. Anh nào làm sai thì về vườn hoặc là vào tù. Đúng không? Đúng rồi. Tổ chức nào chả có cái chuyện cạnh tranh. Anh làm tốt thì coi như là anh còn giữ được ghế. Còn anh làm sai anh bị kỷ luật xuống để người khác lên. Đó cũng là cạnh tranh ý. Đúng không? Bản thân thì nó sẽ có những cái cơ quan kiểm tra chéo lẫn nhau mà. Và hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn đang xây dựng cái mô hình như vậy mà. Mà vẫn là có một người lãnh đạo để tránh trường hợp bị loạn thôi. Tức là phải có một người quyết, một người phán xử. Thì đấy là cái đường lối có một đảng thì là đường lối, nó có một đường lối thôi. Nó bất di bất dịch.
cái vấn đấy. Đề khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó tồn tại một đảng duy nhất ấy, thì là do người người Việt Nam và cái mong muốn của người ta là phát triển để giữ liền cái nền độc lập của Việt Nam mà không bị phụ thuộc lệ thuộc vào bất cứ nước nào, cộng với cả cái việc là không bị làm bàn đạp hay là một cái bãi chiến trường để cho một cái đất nước nào đó sai khiến, nó sẽ không ra không có hiện tượng là gọi là cạnh tranh không lành mạnh đối với nhau, nó sẽ sử dụng nhiều những cái thế lực thù địch. Đấy, bạn Trần Quang Dũng là mình muốn hỏi bạn là bây giờ bạn đồng ý Đa Nguyên Đa Đảng hay là bạn không đồng ý? Nếu bạn đồng ý thì Đa Nguyên Đa Đảng thì mình mời bạn lên, bạn phản biện những cái câu hỏi của mình. Còn nếu không đồng ý thì thôi cũng không cần phải lên, bởi vì là nó cùng quan điểm với mình rồi. Đó. Mình thấy mình thấy cái comment của người nông dân này, tức là nói mô hình quản lý đất nước là giống như là mô hình chăn nuôi. Mình cười quá. Cái câu chuyện là với những cái vị trí địa lý của Việt Nam với cả cái nhận thức của người dân Việt Nam với cả về mặt bằng chung nhá, ý thức nhận thức của người dân Việt Nam cộng với cái nền kinh tế của Việt Nam thì bây giờ Đa Nguyên Đa Đảng nó là tự giết mình, nói thẳng nó là như vậy. Và có rất nhiều cái mô hình Đa Nguyên Đa Đảng mà nó không kiểm soát được mà lại bị thế lực khác khống chế và nó nát bét cái đất nước của nó, mọi người cũng nhìn thấy rồi. Ví dụ như là Saddam Hussein chẳng hạn cũng là do Mỹ dựng lên, hoặc là Afghanistan, Iran do Mỹ dựng lên, hoặc Thái Lan, đấy, Campuchia loạn cào cào hết cả lên, Malai, Philippines nó vẫn có những phiến quân nổi dậy đấy thôi. Việt Nam làm gì có. Và cái phải trả giá thôi, nó sẽ chạy đua vũ trang. Đấy là một cái hình thức mà mọi người đều phải nhìn nhận rằng thằng Mỹ nó rất khôn, nhưng mà nếu đối với đất nước mà nó không bán được vũ khí thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ phải mất tiền để nó thử nghiệm những vũ khí mới đó, và thử nghiệm để mà thử nghiệm những cái trận chiến quân sự. Nhưng đây thì nó có bán, nó vừa được thử nghiệm lại vừa bán được vũ khí. Đấy là cái mục tiêu của thằng Mỹ nó như vậy. Và bản thân những đất nước đó nó chỉ là một cái bãi thử thôi, và là cái cuộc đấu tranh quyền lực của những đất nước lớn thôi. Ukraine là một điển hình đấy, gần đây nhất này, đúng không ạ? Ừ. Nếu mà Ukraine mà là một đất nước, một cái đảng, nó có một đảng thôi và nó do đảng của nó, người dân của nó lãnh đạo, thì nó sẽ không xảy ra nội chiến như vậy, đúng không ạ? Đúng rồi. Phải cho cái người dân Ukraine là chính, mục tiêu của nó phải là cho người dân Ukraine, chứ nó không phải là vì một cái lợi tức này hay là do người này bơm vũ khí, người này cấp tiền để mà đánh lại người kia. Đánh như thế thì người dân người ta khổ chứ các bố đảng phái có khổ đâu. Sao nó lại đi tị nạn chính trị? Những cái thằng nước phương Tây là cái thằng mất dạy nhất. Rõ ràng biết nó tham nhũng ở đất nước của nó rồi mà vẫn chứa. Vì sao lại chứa? Để có tiền. Bây giờ mình, theo mình thì mình nghĩ này, cả thế giới thì còn có mấy nước là Đảng Cộng sản cầm quyền. Ba nước này. Nhưng mà nếu như mà nói coi như là ở Trung Quốc á, là một nước Trung Quốc nếu mà nói đến dân thì nó đã là coi một phần tư dân thế giới rồi, đúng không? Đúng rồi. Đó, một phần tư dân cả thế giới này rồi, riêng nước Trung Quốc. Đó. Mà đất nước Trung Quốc nó đông người như thế mà nó lãnh đạo mà Đảng Cộng sản vẫn coi như là cầm quyền tốt. Đấy là cũng là một cái mô hình, đúng không? Từ nước nghèo mà bây giờ nó lên thứ hai thế giới rồi, nói về kinh tế. Đấy cũng là cái mô hình. GDP đúng không? Dài thế giới nhưng nó như này chú ạ. Cái đấy thì cháu nghĩ là nó sẽ không đại diện cho gì nhiều. Cháu thì cháu không so sánh. Mà không, vì cháu chỉ so sánh là đảng, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì trong cái thời gian vừa rồi, từ năm 1990 đến năm 2018 là đã làm được những gì. Đấy, từ năm 1990 hết cấm vận đấy, cho đến năm 2018 thì đã làm được những gì. Và cái phát triển đấy cộng với cả những cái việc ổn định về chính trị rồi tất cả mọi thứ, và nó xếp thứ bao nhiêu rồi đấy. Vậy mà nó so sánh với cái nước mà mới chuyển sang đa đảng chẳng hạn, hoặc mới là theo tư bản chủ nghĩa chẳng hạn,
thì Việt Nam vượt qua rất rất, rất nhiều nước. Thì Việt Nam không tội gì phải tự, đang làm tốt thì không tội gì phải thay thế một cái mà có rất là nhiều biến động khác. Có rất nhiều những cái biến động. Thì Đạt thì nói theo ý Đạt á, thì có cái chuyện gì đâu, có chuyện gì để mà nói nữa, đúng không? Thế nhưng mà để mình nói này là cái hồi cái lúc nãy á, vừa xong á, là cái chú nào lên nói đấy, coi như là bảo là xem một cái mô hình nào đó nó tốt đẹp thì mình học. Thì cần gì phải coi như là đi đâu xa, ngay cái mô hình Trung Quốc đấy, từ nước nghèo đấy mà nó giờ nó đứng lên thứ hai thế giới rồi đấy, mô hình đấy cũng là tốt chứ gì nữa. Bây giờ lại đi bắt chiếc những cái thằng nó đứng thứ bao nhiêu à, đúng không? Đấy, mô hình đấy. Thế nhưng mà đấy là mình nói ví dụ thế thôi, chứ còn ở Việt Nam không giống một nước nào hết. Việt Nam theo con đường của người Việt Nam, của tư tưởng của những người lãnh đạo, của coi như là tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là cái con đường mà tiến lên xã hội chủ nghĩa là con đường bất di bất dịch, tức là cái định hướng đó là cái định hướng gọi là di bất biến, không thể dịch được đấy. Còn cái đường lối như thế nào và kế hoạch như thế nào, cái lộ trình phát triển như thế nào, lộ trình từng khóa như thế nào, luật định như thế nào, thì nó phải phù hợp vào coi như là từng lúc, từng thời cuộc, từng địa điểm đấy. Cho nên là nhân dân á, nhân dân mình chỉ cần hòa bình yên ổn như thế này là nhân dân mình là hết ý rồi. Cứ thế mà làm mà ăn là coi như còn muốn gì nữa, đúng không? Tôi thế còn thì... cái vấn đề mà bỏ con bây giờ cái vấn đề là coi như là cái đất nước nào thế thôi. Nếu như mà những người lãnh đạo chú trọng đến cái chuyện cán bộ mà nâng cao cái phẩm chất người cán bộ lên thì nó đỡ những cái phần tiêu cực, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nên là nếu như mà anh mà không coi trọng, mà anh không sâu sát thì coi như là cái tiêu cực nó sẽ nảy nở ra càng nhiều. Còn nếu mà chú trọng vào cái chuyện đó thật sâu sát, thật cương quyết thì nó giảm đi. Còn cái chế độ nào, cái nước nước nào chẳng có tiêu cực, nhưng mà anh sâu sát, anh đánh mạnh thì nó sẽ giảm đi. Thế thôi. Chào ông Trần Tam Dũng, tốt thế còn gì nữa anh Nguyễn Tính. Còn cái mấy cái đứa mà học hành thì chưa đi nơi đến chốn, lên nói cứ làm như là nhà chính trị. Xin lỗi các bạn, nhưng coi như là cái đường lối xã hội chủ nghĩa là cả thế giới mơ. Đấy. Thế nhưng mà trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa thì nó phải qua tư bản chủ nghĩa. Đấy là chủ nghĩa Marx nó dạy như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là coi như là cái đất nước mình tại sao lại là nói là định hướng xã hội chủ nghĩa, thì mình phải vạch ra cái con đường bất di bất dịch nó là như thế. Không có mai mốt đây đất nước mình đây mà tiến coi như là lên tư bản chủ nghĩa mà lại bị lệch đi thì nó không định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nó sẽ lệch thành tư bản chủ nghĩa. Đấy, mà đã trở thành tư bản chủ nghĩa thì nó sẽ có rất là nhiều những cái mà nhân dân, những người lao động chân chính rất là khổ. Bây giờ ví dụ như là tất cả những cái nước tư bản kia, của cải là vào những cái nhà giàu hết, những thằng giàu nó cầm quyền hết đấy. Rồi luật pháp này nọ các thứ, các nước tư bản đấy nó bắt anh coi như đóng thuế te tua, đóng thuế rất là nhiều. Còn những cái coi như là những cái chế độ mà an sinh, mà những cái người mà thất nghiệp hay là những cái người hoạn nạn hay khó khăn này nọ thì nó có những cái tiêu chuẩn. Nhưng mà những cái tiêu chuẩn đó, ví dụ như ở đồng tiền ở bên cái nước đó, ví dụ như nói ở Mỹ đi, bây giờ nó coi như là tài trợ, cái tiền tài trợ thất nghiệp thì coi như là nếu như mà anh ăn gì hà tiện thì đủ, nhưng mà anh mang cái đồng tiền đó mà về Việt Nam ấy thì bảo là lớn, là bảo là mười mấy triệu này thì ăn làm sao hết. Thế nhưng mà ở bên đó thì xin lỗi, ăn gì hà tiện thôi. Mà ở Việt Nam này chỉ cần một tháng mà 500-600 ngàn thì coi như là người ta cũng ăn tẹt à. Đó, cần gì phải coi như là mười mấy triệu. Nó có một cái vấn đề như này, chú này. Cháu nghĩ là nó sẽ có một cái vấn đề như này.
tức là cái người dân Việt Nam ấy họ chưa sống, họ một là mình phải nhìn nhận thẳng thực tế rằng là người Việt Nam là họ làm việc, nó thật sự là cháu cũng không phải là nói là chê đâu, nhưng người Việt Nam làm việc không có nguyên tắc là một này, hai là làm việc nhưng cái thời gian tập trung vào công việc là không tốt, không cao nên đâm ra cái năng suất là kém đối với cả người Việt Nam làm việc ở trong nước nhé, chứ không nói ở nước ngoài. Cái thứ ba nữa là họ chưa sống ở bên nước ngoài nên họ chưa hiểu và chưa chịu được cái không trải qua được những cái áp lực trong những cái công việc ở khi mà họ công tác hoặc họ làm việc ở nước ngoài, nó vất vả hơn gấp đôi nếu mà làm việc áp lực với cả công việc nó gấp đôi. Đúng rồi, nếu mà nói như Đạt là nói là đúng. Nó sẽ khác. Ở Việt Nam á, nếu mà nói đến lao động á, thì lao động ẻng ơi lắm. Giờ giấc, rồi kể cả đến coi như là cái năng lượng mình bỏ ra lao động không thể bằng được những người đi lao động ở nước ngoài. Vâng. Đấy, cho nên là cái công nó thấp. Cái thứ hai nữa là nhiều người á, làm thì ít, nhưng mà ăn chơi thì lại nhiều. Đấy. Nó khổ vậy. Cho nên là cứ bỏ. Còn những người mà người ta làm ăn, người ta biết tính toán làm ăn hay chịu khó là người ta làm ăn, người bây giờ người ta khá hết rồi. Khá hết rồi. Vâng. Có vài chục năm người ta khá hết rồi. Còn những người mà khó khăn, khổ sở mà có những cái lý do chính đáng ấy, ví dụ như là bệnh tật hoạn nạn hay là gặp hoạn nạn, tàn tật, thì những người đó thì người ta nghèo thì mình công nhận. Chứ đằng này nhiều đứa nó khỏe mạnh, nhìn đẹp trai đẹp gái à, nói đưa có lỏng làm sao mà coi như là giàu có được. Không, cái đấy thì nó nói chả rõ giàu có mà chả thể nào mà khá được. Cái đấy là nó cũng có lý do từ giáo dục đấy, giáo dục từ nhà trường và giáo dục từ chính gia đình ấy, chứ không phải là gia đình là chủ yếu là gia đình ấy. Vâng, mình rất là bực, nhiều lúc coi như là mình chia sẻ anh em, kể cả bạn bè hay là trong gia đình, con cái coi như là không chịu làm ăn, mình chia sẻ rất là nhiều về vấn đề là trách nhiệm giáo dục con cái trong gia đình, không định hướng được, không dạy dỗ được từ nhỏ đến lúc lớn lên rồi lêu lỏng, rồi lại đâm hư lại coi như là nghe ba cái đứa tổ lao rồi cái tư tưởng thì cứ thích coi như là ăn thì không thích làm. Ở nước ngoài cái dạng đấy thì nó còn khổ hơn năm lét luôn. Ở nước ngoài nó cứ nghĩ là ở nước ngoài không làm thì có ăn. Biết lâu rồi. Mấy cái đồng trợ cấp ấy. Mấy cái đồng trợ cấp thì gọi là ăn dè tiện để giữ gìn tính mạng ấy, nhưng làm sao mà được ăn tiêu thoải mái, đúng không? Cháu nói với chú đơn giản như thế này, cái niềm vui duy nhất của những người ở bên kia ấy, nó là tối về vợ con không có, vì không có vợ kiểu làm những công việc phổ thông rồi, không có trình độ rồi, tính cách tư duy kiểu nó hèn ấy. Nên là vợ con ở bên này sang đấy nó cũng đi theo người khác, nó lấy người khác chứ nó chả lấy, nó cũng chả ở với các ông. Biết là cái niềm vui duy nhất của người ta là gì? Là mỗi lên mạng ngồi chửi lại. Đấy là niềm vui duy nhất của người ta. Thì biết là cuộc sống rồi. Như thế nào? Ở bên Việt Nam này á, mình nói là ở bên Việt Nam này mà coi như là có những cái ông mà ẻng ơi á, mà vẫn có vợ, đấy là hạnh phúc rồi đấy. Cứ còn ẻng ơi như các ông mà lôi sang bên nước ngoài, các ông mất vợ đâu lâu rồi. Các ông ẻng ơi sống kiểu này nó bỏ ông, các ông ngay, nó đi theo thằng khác ngay. Đừng tưởng là ở nước ngoài là sung sướng. Vợ anh Khải mà anh mà sang bên đấy, vợ anh Khải chỉ ở với anh được 2 ngày bỏ luôn. Đây thằng khác nó rước. Chồng ở bên đó là chồng là phải ngoan, chịu khó. Đó. Làm ra tiền. Ngồi vớ va vớ vẩn như ở Việt Nam này vẫn còn vợ, chứ cái dạng vớ vẩn sang nước ngoài mất vợ liền. Vợ đi theo thằng khác liền. Rồi đến lúc đấy ngồi là kêu. Rất là nhiều những cái dạng ba que là bị mất vợ rồi ngồi kêu.
tôi nói chú như này, những cái người mà Việt Nam sang bên đấy mà định cư thẻ xanh ấy, 10 người thì 10 cặp vợ chồng thì đến 8 cặp, 9 cặp cháu của ông anh ông làm bên bên ông anh ông quen một người làm bên đấy, 10 cặp đến 8 cặp, 9 cặp là sang bên đấy là ly hôn. Ly hôn để làm gì? Để cho con cái đỡ phải mất tiền cho nó đi ăn học. Đấy, được trợ cấp, sau đó là được phân hai cái nhà. Hơn hai cái nhà là mua hai cái nhà giá rẻ. Thì mua hai cái nhà giá rẻ đấy thì một cái nhà để cho thuê, còn lại thì vẫn ở với nhau. Đấy, mánh lới như thế thì dân Mỹ nó ghét người Việt lắm. Thôi mình chỉ nói qua cái là cái đường lối mà của đất nước mình ấy là định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì người nào mà muốn tranh luận ấy, đa đảng ấy, thì phải tìm hiểu kỹ, có một trình độ. Đấy, phải học kỹ xem là định hướng xã hội chủ nghĩa là nó thế nào là định nghĩa. Thế rồi tư bản nó là như thế nào. Thì bây giờ đất nước mình là nó đang đi vào cái con đường là bây giờ mình đang trên cái con đường là tư bản chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế. Thì tại sao định hướng xã hội chủ nghĩa thì mình coi như là khi mình tiến lên tư bản chủ nghĩa nhưng mình vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là mình không thể nào mà chật được cái con đường đó, là cái con đường mơ ước của tất cả mọi người lao động của toàn thế giới. Thì mình chỉ nói là mình định hướng để đi đến những cái tốt, chứ mình đã làm được xây dựng được coi như là tư bản chủ nghĩa đâu. Đây là mình các bạn đang chưa định... đóng góp thì các bạn đừng mong rằng là các bạn không làm mà vẫn có ăn được. Cái nền tư tưởng nói thẳng ra là những cái bọn hải ngoại ấy, nó nói là ở Australia, ở Melbourne ấy hay là ở Mỹ là không, những người thất nghiệp không làm nhưng vẫn có trợ cấp để đủ chi trả, đủ sống. Xin lỗi chứ, nó được cái này nó sẽ mất cái kia. Nói thẳng như thế, ông sẽ mất những cái quyền lợi hay những cái cuộc sống của ông có thực sự là sống không? Hay nó giống hệt như những cái con vật ở trong cái sở thú ấy. Đúng không ạ? Nó chỉ giống như con vật ở trong sở thú ấy, cho ăn, cho sống là sống. Tù túng. Nó là một bộ phận của xã hội và là một cái cảnh hay là một cái trò hề của xã hội thôi. Mà muốn là như thế thì tiền lấy ở đâu? Tiền lấy ở những cái người đi làm ấy. Người đi làm là ai? Là những con cháu của ông chứ ai? Những người mà già thì được trợ cấp này. Thì là tiền đi làm là tiền từ con cháu của ông. Thế thôi. Bây giờ cái đường lối của nhà nước á, là mình từ cái năm 86 là bắt đầu đã chuyển dịch. Là mình chia năm 90-91 là bắt đầu chia đất rồi tư hữu hóa một số, rồi cổ phần hóa một số các công ty, từ từ bắt đầu nó chuyển dịch. Thì cái chuyển dịch này nó phải từ từ, chứ không thể nào mà anh quay ngoắt coi như là sang một cái chương trình làm ăn theo một cái mô hình tư bản được. Cho nên là nó phải từ từ thì chính trị nó mới ổn định. Đấy, chính trị xã hội nó mới ổn định. Nó phải quay từ từ. Nhưng mà trên cái con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, nhưng mà cái gì mà anh làm được theo cái theo kiểu của xã hội chủ nghĩa thì mình vẫn làm. Đấy, bên cạnh vì mình định hướng là định hướng xã hội chủ nghĩa mà. Nhưng mình đang phát triển tư bản chủ nghĩa, nhưng mà mình cái gì nó coi như là làm được như là của xã hội chủ nghĩa theo cái thuyết của Marx thì là mình vẫn cứ làm. Còn cái gì mà tư bản chủ nghĩa mình vẫn coi như cho phát triển thật mạnh để coi như đẩy mạnh dân giàu nước mạnh, tức là nó có nhiều coi như là cái của cải vật chất, thì đến lúc đó dân trí mình rồi của cải mình nó cao rồi, nó giàu có, thì lúc đó mình sẽ chuyển dịch dần sang xã hội chủ nghĩa. Tức là còn lâu lắm, nói thẳng là còn lâu lắm, nhưng mà nhân dân mình coi như là lên xã hội chủ nghĩa thì đầu tiên phải làm tốt vấn đề về phát triển kinh tế đã. Được cái là nhân dân mình rất chịu khó, cho nên là chỉ cần đất nước mình ổn định thôi là phát triển coi như là rất là nhanh. Còn á, những cái nước tư bản á, thì nếu như nó chuyển dịch sang xã hội chủ nghĩa thì cái bọn cái tài phiệt nó sẽ bị thua thiệt. Đấy, nó sẽ mất quyền lợi nhiều thì nó không có chơi đâu.
Cho nên tư bản chủ nghĩa vẫn là tư bản chủ nghĩa, nhưng mà mình định hướng xã hội chủ nghĩa, nó là cái mơ ước, một cái xã hội mơ ước của loài người, nó là như thế. Thì đó, còn bây giờ độc đảng với đa đảng là nó theo nhu cầu, thì thực ra là có một số đất nước là tư bản nhưng họ đã đạt được cái mục tiêu đó rồi đấy, Thụy Điển, Thụy Sĩ đấy. Pháp luật coi như làm sai, anh nào làm có kỷ luật, cái kỷ cương, lấy cái pháp luật làm kỷ cương, mà anh làm tốt anh có thể làm mãi được đấy, đúng không? Anh làm tốt thì anh cứ làm thôi, còn nếu mà người nào làm tốt hơn thì sẽ thay anh. Cái đó là cái coi như là mình, nhân dân mình chỉ muốn là làm sao mà lãnh đạo coi như là đẩy mạnh cái đạo đức trong sạch của những người lãnh đạo. Còn nếu mà theo cái kiểu mà gia đình rồi coi như là cứ ưu tiên rồi cứ móc ngoặc người này nọ rồi là thành ổ nhóm rồi coi như là lợi ích rồi để đưa nhau lên ấy, thì cái đó là rất là hại. Thì cái này thì nhà nước mình nhìn thấy và nhân dân mình nhìn thấy, nên mình đang đấu tranh cái vấn đề đó. Đấy, kể cả cái chuyện coi như là vừa rồi đây coi như là mua điểm mua được các thứ đấy, thì cứ như là nhà nước mình cố gắng đấu tranh làm trong sạch cái hàng ngũ lãnh đạo, mình phải tin tưởng như thế. Tôi chỉ nói ít câu thôi. Chào Đạt nhé, chào toàn thể anh em. Vâng vâng, chào các chú. Hình như là dân chủ cuội ba que là chán mình rồi sao, không muốn không dám tranh luận với mình nữa sao, buồn quá. Thôi, cảm ơn mọi người nhá, chào mọi người.